Tiểu Nhi. Dạ. Quan chú ban thư gì đâu? Kể ra hết cho tôi nghe coi. Dạ. Quan em ban đủ thức, tiên tâm đừng lấy thế gian. Thật khó ca chuyện cô lần chả rang canh chua gà lá vàng. Mẹ ăn cúc hương rượu nồng, cúc cúc ngon vô cùng hàm. Bà lần hấu thực ông ơi, đặc biệt là bốn món ăn chơi. Chú đem cho tôi một tô mâm đem dơi dài cái ớt chim. Bởi tôi dở cơm nhưng không thức ăn, chú bán giùm mau mau. Người ta kể cả dọc đồ ăn rồi, kêu mắm đòi ớt cần to. Sang mời bếp mắt mở hàng sáng về đây. Ê trời ơi bất nhân làm chi, buồn bán sao cằn nhằn. Tôi đã chú bung mà xương mưa đừng thăng. Ê, đã đi, làm ơn đã đi, đã đi cơ bằng cha. Tao bán được con cá này, tao mua hết trọi cái tiệm của mày. À, vậy ngon. Tiểu Nhị. Dạ. Chuyện gì thế? Dạ. Dạ, dạ bẩm với Trạng Nguyên mua giùm lão con cá này. May quá, mấy hôm nay mẹ ta yếu người và thèm cá. Bẩm với Trạng Nguyên con cá này nó đẹp lắm, giấy vàng lấp lánh cũng như vàng nén nha. Ơ kìa, cá giấy vàng mà biết nháy mắt không phải là vật tầm thường. Đây, tôi trả cho ông 10 nén bạc và đem phóng sanh nó đi. Dạ dạ dạ, đội ơn Trạng Nguyên quá. Sao ông nội, bán cá rồi thì mua đồ ăn giùm con đi chứ. Thôi 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 thôi, nhờ ông bà khi khác chào ông bán. À, rồi thế nữa. Thưa mẹ, bệnh mẹ chưa thuyên giảm mà ngày nhắm chức không thể dời. Vậy con mướn một gian phòng trong lữ quán vạn qua, và một số tiền mẹ ở lại tiêu pha. Con đi phó nhắm kịp ngày để khỏi mang tội với quân vương, rồi đợi mùa thu sang. Hai con trở lại đây rước mẹ về sum họp con gian, mẹ yên vàng đợi chờ và tha thứ tội con nhờ. Công săn sóc được mẫu thân, không xôn viên tối thầm. Cần tay áo mẫu ơn của lĩnh cứu trùng, phải đặt trên ơn của khuyên đường. Mẹ chỉ mong vợ chồng con đừng quên mẹ, sớm chiều mỏi mắt đợi tin con. Lại mẹ, hai con lên đường. Con Bẩm Lưu đại ca, có vợ chồng một tên mướn đò mình sang sông qua Giang Châu. Li Bưu. Dạ. Mày thấy gói hành lý nó có to không mày? Dạ to lắm, chắc chắn là nhiều vàng bạc nha. Vậy mày đưa chúng nó ra giữa dòng sông luôn. Dạ. Dòng trên một đạp cho nó đi chầu Hà Bá đi mày. Gói hành lý đó không đặc biệt bằng vợ của nó. Đại ca lén nhìn kia đẹp lắm. Ở đâu? Đẹp lắm. Trời ơi, đẹp thiệt mày ơi. Nước da trắng như nước cơm vô vậy mày ơi. Cái biển cười thấy sao tao muốn cắt quá. À, được rồi, tao sẽ giết chồng nó. Giật vợ nó chưa là đủ đâu. Chứ còn cái gì mới đủ mày? Dạ chẳng hồi chiều nè, để khéo hỏi mới biết rằng thằng đó đậu trạng nguyên vua cho nhậm chức tri châu sang vào đại ca. Giết nó cúp luôn cái nhà chiếu chỉ vua ban và cấp bằng. Tao đem cấp bằng và chiếu chỉ của thánh hoàng, tao đem tình rồi nhậm chức thế cho gia. Vợ gia tao đoạt luôn chức quyền. Ngày ăn cướp tao ăn năn tao bỏ quách, bây giờ đổi làm quan giả thử coi. Ở ông bà giúp kẻ cải hôi như tao, nếu tao được vinh sang tao không quên ơn mày. Đưa nó đến nơi này nghe không? Dạ. Tụi mày làm vậy đã. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Bớ người ta ai cứu giùm chồng tôi, bớ người ta cứu giùm chồng tôi. Tôm cá xỉa thay chồng nàng để mau đầu thai cõi khác. Ăn cướp. Nàng vừa đến đây mà không biết ta, ta là Lưu Hồng, cướp tổ bến Hồng Giang nè. Ta cướp nàng để làm vợ. Đừng hòng, ta quyết giữ gìn trinh tiết. Thì ta sẽ ra lệnh chặt mi ra làm hai khúc. Lý Bưu. Dạ. Thi hành. Dạ. Trăm lại ông ngàn lại ông mở lòng hà hai, giết làm chi cô gái đã cô thai rồi. Có thai rồi hả?
giờ. Ôi mà đâu có sao, ngay một con ngó mòn mắt mà. Chồng tôi ông đã giết tôi lại, ông cho giọt máu của người được tồn sanh. Ông ơi thiêu chi qua trinh mở lòng đón ngõ, ông thương chi canh liễu hẻo xào, ông cho tôi được sống với bổn phận kẻ tôi rồi. Được rồi, chừng nào đứa bé ra đời á, ta sẽ cho nó xuống bà Thủy, cha con nó sum họp với nhau. Thằng ăn cướp tàn bạo, thà rằng ta chết. Bốn kiều con, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, khuyên con đừng quỷ kiếp dương trần. Số con sanh quý tử cứu dân, con phải ân lưu hồng gian tặc. Mô Phật, con xin dâng lời Bồ Tát. Nín nín đi con. Con ơi, phải chăng con khóc cho đời con vắng số, vì thằng lưu hồng buộc mẹ giết con. Nhưng làm sao mẹ giết cho đành, buộc lòng mẹ thả con trên bè nước. Mẹ giái Phật trời cho con gặp được người hữu phước cứu con và nuôi dưỡng nên người. Mong kẻ ấy là bậc bác ái nhân từ, mẹ căng tay lấy mau thiết thơ gửi gắm viết gã tên tộc của mẹ cha. Áo của mẹ mẹ đem làm ta bao bọc cho con để làm kỷ vật sau này, và cũng để ấp ủ hơi con của mẹ trong khi con mẹ chia lìa xa cách. Bao nở đáng tâm ngơ trước kẻ khóc cầu xin sự sống. Bằng đạo giấc sơ sinh về nuôi dưỡng, lấy tích trôi sông đặt tên trẻ là Giang Lưu. Giang Lưu con mô Phật, tuổi con đã 18, đúng lời nguyện thầy thi pháp cho con. Con phải dốc tâm sớm mở chiều chuông,
thầy đặt pháp danh con là Quyền Trang, con hãy mô Phật ơn thầy rộng hơn biển cả, cứu tử con và cho thọ pháp thiền môn. Xin bạch thầy, vạn vật đất trời còn thọ khí âm dương, lẽ nào con có thân thể mà không cha mẹ? Con muốn hỏi mẹ cha, con ơi sợ gì bấy lâu nay thầy không nói, e tuổi thơ sớm mang nặng hận thù. Nay con lớn khôn thầy tỏ đầu, con hãy xem quyết thư này rồi con sẽ rõ ai là cha mẹ, ai là kẻ tàu quán gây thù. Đây là mảnh áo làm ta lót cho con lúc trôi giặt trên bè, con đọc thơ rồi mang kỷ vật này đi tìm kiếm mẹ cha. Tội nghiệp mẹ của con 18 năm qua sống trong đắng cay tủi nhục, không hiểu con mình đã chết hay còn sống cõi dương trần. Mô Phật, con xin đọc thơ của mẹ. Trời, Quyền Trang con, tỉnh dậy Quyền Trang con, lô hồng vô cùng tàn bao. Mô Phật, chữ sân si con đừng nên nung nấu, còn hận thù là chưa thấu đạo. Bạch thầy, thầy đã giải sát nhất miêu của giảng thử không sai với luật nhà chùa, thì con quyết tâm rửa nhục cho quyền đường đấy của dân có giúp cũng cần, và cũng đẩy rửa tù cho thân phụ đang ngậm thần cõi dơi ba, và do những niềm đau đau của mẹ sau khi hoàn thành con trở lại nguyện ngồi kìa tu bổ thiện môn. Con quyết tâm dứt đường hệ lụy mang đạo màu phá cho nhân loại, đại đền ơn thầy thấy đâu dưỡng dạy con lại tại các cõi cầu thân của con. Thầy khuyên con tìm kiếm đi mẹ hiền, giả làm trải đi phu quyến Giang Châu, đem áo này vào kim của Lưu Hồng, con mẹ sẽ thương phùng mẫu tử đoàn viên. Mô Phật, con kính lại thầy, tạm biệt thầy. Nào, trời ơi trời, quan chi phủ gọi mà tôi bây già cũng như nhát đói vậy. Dạ lại con à, Linh Hầu. Dạ. Làm quan vậy ai không ham làm, nhất hồ bà ứng vậy. Lưu đại ca. Ai ca của mày? Độ này thất nghiệp quá, xin đại ca. Ăn cướp mà cũng thất nghiệp sao mày? Hết thân chủ rồi. Ăn cướp mà cũng có thân chủ sao mày? Thân chủ là những người mình giật của đó. Để đến đây xin đại ca cho để chút đỉnh tiền bạc để sống bậy bạ cho vui. Tao quan quyền đâu có quen cướp mày. Lý bưu nè, đại ca quên rồi sao? Ồ, tao không có quen. Cùng ốc bưu, ốc mưa từng thấy tao làm quan rồi. Thu thưa nhảy vô đây mà nhìn càng. Đại ca ăn ở như vậy thì tôi tô cao, nghe vua mà biết thì đứt đầu gấp. Giỡn chút ít xin để đừng chấp, chứ có lý đâu lại không nhìn. Nè, 50 lượng vàng nè, bỏ túi xài chơi. Đừng làm vậy ông non. Ấy, cất đi mà. Tôi thằng không ham tiền. Đại ca làm vậy tôi không chịu à. Mà đại ca có đếm đủ 50 lượng. Trời ơi, tụi mình thuộc cái loại lương thiện mà ai ăn gian mất nhân vậy mày. Nè, rượu nè, nhậu đi. Nhậu chứ. Dạ, rượu ngon quá. Ui da, rùa gan tôi sao mà nó lộn tùng phèo vậy cả. Ý màng, ôi máu lưu thông nghịch đường, nhà cửa miệng nó trào rột, kể như rầu rồi, mắt hết tới đường, chết. Chết với thiệu không chết. Đó, tố cáo đi. Mạng mày chỉ xứng có một ly rượu độc chứ có nhiêu mày. À, phu nhân đâu? Dạ. Coi có ai thưa kiện gì cứ xử giùm tôi ha, để tôi đi xử tiêu của xác thằng này mới được. Thiếp làm sao biết xử kiện?
dễ ở cái gì, đứa nào mà nó biết điều đi ngã sao mình cho nó thắng kiện, không? Được rồi, để tôi đi nha ông. Mô Phật, bần đạo xin bào phú khuyên cho kẻ tu hành làm phước. Được, thì đợi tôi một chút nhé. Thưa bà có biết quy tơ này chăng? Ủa, xin lỗi nhà sư cho tôi xem ngón chân út. Trời ơi, quả thật đây là con của tôi rồi. Con, làm sao con biết mẹ ở đây mà con đi tìm mẹ gì nè? Thưa mẹ. Mẹ ơi, dịp các con sẽ tỏ bài khúc chiếc, bây giờ mẹ dạy con mưu lược để giải thoát mẹ khỏi tay tình các mau lười hồng. Đây mẫu tử mình được sống hổ tương cùng, có được biết ngoại tố có là ân thừa tướng thừa quý quyền ở chốn triều di. Mẹ hạ thôi cho con mang dân cho ngoại kéo về sát hại kẻ tham tàn, trước khi đã thù hận xong thân sau trừ sâu một cho dân vì được nhờ. Ơi, khuya rồi đi ngủ chứ, đang sáng mai mà thức sớm ta còn xử kiện nữa chứ. Ông ngủ trước đi. Tôi coi cái gió bà nó muốn trả bộ tôi hoài. Ở với bà gần 20 năm mà không thấy bà cười duyên một cái là tôi lấy vốn rồi nè. Oh. Ủa, tụi nào la ó hôn xòm gì không sợ bổn chức bỏ tù sao cả? Quân sĩ, dạ. Đợi từng phút lại cho ta. Dạ. Trời ơi, tôi rồi, ô lão hủy rồi. Cuộc đời tôi kể chấm dứt rồi nè trời. Quân sĩ, dạ. Anh tìm ôn kiều con gái của ta mau lên. Bẩm thừa tướng, tiểu thơ đang treo cổ tự ái. Trời, ôn kiều con ơi, cha vừa được thơ do cháu ngoại quyền trang mang đến. Cha vội kéo quân giải thoát cho con, sao con vội quý thân vàng. Nhục nhã chi đâu mà con lánh cõi dương trần. Con phải sống đem thằng lưu hồng ra bên sông tỏ trước ngôi tim gan để tay cho chồng con. Chẳng phải con chê chồng mà tắc tiếc, nhưng ngộ biên phải tùng quyền. Con xấu hổ chi mà con quyên sinh ở để rửa nhục nhằn. Nghe nàng thôn nữ ơi, ta
bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. Sao chỉ có anh đã về và từ đây nỗi duyên tươi nhìn ta đắm say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi, nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau có ngờ đâu tan nát rã rời, anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn cổ hận cả một trời băng giá cô đơn, và từ đây tôi sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc bình tâm nghe anh nói. Phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng, em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mê hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa ý xa thầm muôn trùng sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi nói ra thêm những ý nghẹn lời, đời anh ấy đã nghĩ chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần.
đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên, khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc khoải nghe muôn đường khổ đau.